Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình tên là Nghĩa. Chúng ta sẽ tiếp tục với nhiệm vụ tiếp theo của Mass Effect Andromeda. Và chúng ta vẫn đang làm dở cái nhiệm vụ lần trước. Chúng ta vẫn còn đang trong cái chỗ làm nhiệm vụ đây và lần trước mình để tới đây thôi. Thì lần này chúng ta sẽ tiếp tục với nó. Bây giờ chúng ta đi tìm cái boss của ai đó. Nói chung là vậy. Cái này chỗ này mình không rõ nữa. Mà chúng ta phải đi tìm thôi. Có gì đây đây. Nó cho melee weapon của tụi Cat. Mình thấy cái đam nó cũng cao phết đấy chứ. Đam nó cũng to. Nó cũng có nhiều cái mình chưa đổi được. Để lát mình đổi cái đam cái cây khác luôn. Nó sẽ thử cái cây nó như thế nào. Decontamination product. Get down. Sam, can you do anything about this yet? Working on it. Nó vừa biết cái thằng kia thành một trong đồng loại của thằng Cat luôn. Từ khi nào mà nó có khả năng biến người Angora thành người Cat luôn. Ảo vãi cái nồi. Wow. Bồ muốn ăn cái này không bồ? Muốn ăn không bồ? Đó, phải vậy chứ. Đó, về, cover lại. Nạp đạn rồi bắn tiếp. Bắn ngay đầu mà không xi nhê nữa thôi luôn. Đó, Nova Charge mới hay chứ. Ủa đâu rồi? Ờ, thanh niên tàn hình mới ghê chứ. Tàn hình đó mày. Tôi vừa hết đạn luôn. Mình nạp đạn rồi chứ đâu. Rồi đó, nạp đạn rồi đó. Joel? They are us. The Moshi. There are more rooms. I'll keep scanning for her. We'd better find her fast. They are us. Yeah. How many have I killed? Not knowing. Right, I did not know. Joel, the blame belongs with the Cat. There's no comfort in that. No. But maybe fuel for the Resistance. Maybe. Ryder! Joel! I found her! Down here! Go! Go! Sam, get me into that room now! Initiating decontamination bypass hack. Ah!
bật mật mấy cái này đúng lúc rồi đấy. Đã thấy mình còn bị kẹt. Ôi, sao nhìn cho bò vậy? Chúng ta cần phải nắp cái đã. Liều một phen nữa. Nên kia gục rồi. Chưa. Mình cứ tưởng nó gục rồi chứ. Nãy là mình không được phép chọn đồng đội, tại vì cái nhiệm vụ này là cái nhiệm vụ của tụi Angara, cho nên chúng ta phải có ít nhất một người Angara trong team, cho nên đâu có chọn đồng đội được. Ở đây coi nó có cái gì đó. Có gì không em? Lấy hết đi, tại mình cũng không có rành với cái game này như thế nào. Có gì lấy nấy. Xài được thì xài, không là xài được thì thôi. Đây coi. Chúng ta phải đi vô trong này chứ. Sao cái lúc này chuyện mọi chuyện càng lúc càng nó càng quá lạ hơn. Nó càng lúc nó càng ghê hơn. What the f- Sam, what have you got? I was able to access the facility plans at the last terminal. A best guess would be the shuttle launch area above. There she is! I see her! They're getting ready to leave! Hang tight, Moshe Sefer! We're coming for you! Hang tight, Moshe. Gì đây? Con đợt quá trời luôn rồi. No, you will not take her. Mày thì này thì ô. Tôi lùi lại tí đi. Rồi cái súng càng nó bắn luôn rồi. À có nghĩa mấy thằng này nó chết gì do đụng tường này nọ cũng có thể chết được nữa. Đụng tường không cũng chết, hoặc là dính bom nhẹ hay gì á. Nãy mình chửi một phát mà nó bay dính tường cái nó chết. Hết hồn bay. Cái gì vậy? Làm gì nó bay hết siêu luôn đây. Ủa, chúng ta còn hai thằng nữa. Một thằng đứng đang bay bay. Với thằng hình như thằng đó là boss hay sao. Đợi một thằng đứng sau nữa. Dằn té chết luôn, không cần phải đánh khúc cuối. Hình như tôi phải bắn cái cục cái quả cầu đằng sau nữa. Quả cầu mà bay xung quanh đó nè. Tại vì cái quả cầu này nó làm cái shield cho này. Nó làm gì nó bắn rác kia, bắn kia rác dữ trời. Wow, wow, mỗi lần nó bắn như vậy là mình bay cũng cần bay mẹ nó cái siêu rồi. Bắn nó đây anh em. Dằn xác luôn. Nó mất máu rồi. Ồ, nó bọt siêu lên lại mới ghê chứ. Chỉ sợ hết đạn thôi, nhưng mà cái con này nó hơi nhây để đánh. Tại vì nó có cái cục tròn tròn này nè. Nhây vãi con ơi. The fuck, mình bắn, vừa mới bắn cái kia xong nó phóng một phát. Nó tiêu luôn, này nó khoái phóng lắm, hay lắm cha. Nữa lại nữa, tức mày có thể mày đứng yên được không? Bắn thì vẫn bắn đều mình nhưng mà nó đây thì di chuyển hướng khác không à. Hết đạn rồi. Như có cần thêm đạn một tí rồi, đây, đây đây có cái đạn đây. Mình cho mình bắn cái cục này từ xa thôi. Cục này cứ chạy chạy sao? Nó cứ trễ một giây nó không có bắn liền được. Mình ghét cái cây này do đó. Cũng không riêng gì cái cây này mà cái game này nó vậy.
Má cái thằng này nhây vừa thôi chứ. Mình coi tôi tích tụ đạn kỹ. Lấy đạn cái đấy. Bắn mệt vãi luôn. Chết đi con trai, chết đi con trai, chết đi. Chết đi. Mày nhây lắm rồi đó. Con gì đâu nó nhây vãi luôn. Đây coi. Súng này. Nói chuyện cái vậy coi. I got you. We're getting you out of here. No one has ever returned from behind Kett walls. Then you'll be the first. Let's get out of here. I'm not the only one here. They took the entire cell. Vitals are bad. The immune system's been decimated. You will not take it. It is meant for the Archon himself. She's coming with us. Wait, I want to know why the Archon. Arrogant simpletons. This is a gift. Who are you to deny it? You turned them into monsters that fight their own people. These chosen join with us to become great beyond your ability to understand. Like them, I was once wretched, and the exalted DNA of our great Archon entwines with mine. I stand on the shoulders of his greatness, as they do, as one day, you will. You don't get to decide what's great. Pathfinder, I am tracking multiple inbound Kett cruisers. You will all be exalted. Sam, is there an off switch to this horror palace? I've accessed the EM field. I can overload at your command. You promised you would get our people out. There's no time to open hundreds of pods, let alone help the Angara inside. Wait. Leave my sacred temple intact, and I will open the pods of the Chosen. Take them. Just leave this holy place standing. No. Even if I die here, this place must be destroyed. We can come back to destroy it. Let's free these here now. If your plan fails, the Kett will simply fill this place again. With respect, our compatriots are also here. Our fighters, our scientists, our strength! Sam, prepare to overload the EM shield, but wait for my go. No! All the Kett will suffer the same fate until my people are free. We have the Moshai. Heading to the roof for extraction. Here come the Kett. Sẽ có tàu tới đón chúng ta hay sao? Hình như là vậy. I don't know how this is going to end. I will help. Come, stand near me. No, Moshai. Save your strength. That's my decision to make. Cái đám này bắn rác quá thế chứ. Mày hả bưởi? Ôi chưa chết thì vậy mà cũng không chết thôi trời. Mày có cái shield đi đâu, tới đâu trắng tới đó hay sao? Có cái shield từ trường của thằng nào hay sao?
Nhìn cũng hay phết. Ủa, cô con nhỏ kia, Angara gì mới vô nè. Moshe có siêu từ trường khá là hay. Đứng trong đây chúng ta an toàn, nhưng bắn ra ngoài được không ta? Hình như được. Má, chúng ta thử đẹp cái ngày luôn. Đó, phải vậy chứ. Tốt lắm anh em ơi. Skillboy cộng 4 luôn. Để coi, nâng lát chúng ta nâng được gì nâng luôn. We've taken the opportunity to blow this place to dust. We have to. Yes, I agree, Moshai. I'll tell the others. Ishan. Nói chuyện lẹ đi bạn ơi. Hold now for the shuttle extraction. Chúng ta sẽ ra khỏi cái chỗ này. Shuttle, we're overrun. Get down here or we're coming back in long bags. Hả? Cái gì nó bắn gì mém nó chết luôn rồi. Pull up to the edge of the roof. Máu, 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 máu. Làm cái quái mà đông dữ vậy. Đi đứng rồi mấy cha. Ôi, cái quái gì vậy? Ôi, cái quái gì vậy? Ôi, ôi, mẹ ơi, cái quái gì vậy? Sao nó bự quá vậy? Hay là mình cứ bắn cái đám này chứ đi tính. Cái con bự bự kia nó ảo quá. Nó nhìn như một spray vô mặt nó vậy. Wow. Chúng ta được phải đi chỗ khác rồi. Một siêu rồi. Đâm đi còn chờ gì nữa. Đúng rồi. Hồi máu rồi đó. Cái này sẽ giữ chân của tụi này lại đây một lâu một tí, còn 15 giây. Cố lên anh em. Có máu lại rồi, có máu lại rồi. Cố lên anh em. Còn 5 giây nữa. Chúng ta làm sao mà giết hết cái đống này với cái số lượng đạn giới hạn như thế này. Lên em ơi. I'm sorry we fought. What we saw will set our cause on fire. Yes. My broken heart can't even process it. Lexi, can you give us a minute? Sure thing. But go gentle. She's in a fragile state. Did she just call me frail? Fragile. Jal says you're a pathfinder from the Milky Way. Do you feel up for a talk? Of course. You earned my trust with your brave decision back there. Hard decisions come with the territory. So, the facility. What's the purpose of all that? They call it exaltation. They believe that those they exalt are given a great gift. Gift? They snatch us, defile and shatter us. All the ones we love, I can't. It's a complex genetic construct, an interchange of traits that the Ket use to advance their species. So they steal genes, but why? Reproduction. Domination, tyranny, annihilation. Yes, and yet,
The Archon didn't take me to his ship to transform me. I hung immobile, tormented, never sleeping, brought to him on a whim. He showed me remnant tech and beat me when I wouldn't speak. Oh no. Remnant, of course. He's obsessed. Like you are. Yes, Jarl told me. You rescued me hoping to get into Aya's vault. My people have traveled so far. We'll die without a place to settle. These remnant vaults may be the key. A key to help both our species prosper. I hear your plea like you heard mine. But emotion must never get in the way of science. I'll take you. Thank you. Yes. Thank you, Moshe Sefa. I'm happy to answer any other questions for you, Pathfinder. Anytime. Stars and skies light our way. Stars and skies light our way. She knows how to play to a crowd. She's the Moshai. Welcome home. I never thought I'd see it again. Without the Resistance and the Pathfinder, I wouldn't be here. We made a good team. The Pathfinder destroyed the enemy's fortress, but thousands of us died in chains. We have a lot to talk about. I promised to lead the Pathfinder to Aya's vault. The sooner I learn what's special about that place, the faster I can fix Eos. Then get on with it. I'll prepare the vault for your arrival. A shuttle will bring you to me when it's ready. Thank you, Moshai. We've been alone against the Ket for too long. You've proven it doesn't have to be that way. It's time we discussed an alliance between our people. We're happy to make room for you on the Nexus. We'll provide an embassy here as well. Our city is open to you. Join us. Well done, Jarl. Report for reassignment. I need to stay with the Pathfinder. Jarl has already become a valued member of my crew. Of course he has. I see the benefit. Request granted. I'll need to file a mission report. Don't leave Aya without me. Brought anyone here in over 20 years. There's always been an active display for Aya, but we could never affect it. Let's see what we can do. Sam? Yes, this is new. Is it similar to the vault on Eos? Tell me, what are you seeing? I think what we need to figure out is, what's different? Tell me, what do you see? The vaults. They're a network, as you discovered. However... they're not connected to each other, but to this place. This image was on a relic the Archon showed me. He called it Meridian. And it looks like Aya's vault is the only one that's fully connected to it. And it's terraforming.
doing what it was meant to do. The vault on Eos is also present, but changed. Our interfacing with it has affected its connection. What do you think, Professor? I think that Meridian is the control center for all the vaults. This discovery might just change everything. If we can get to Meridian, maybe we can turn everything on from there. Make Helios live. Wait, Ryder. The Archon knows where it is. He's already been there. What? Where? Meridian? Of course. That's why he tortured me. He thought I could help him use it. Because he can't. Meridian is my people's best chance for survival. We have to take it from him. Agreed. Such power in the hands of such evil could mean the end of your people and mine. No one is safe as long as he's on this hunt. I'm going to shut it down, for all our sakes. You're going to need that relic I saw. The Resistance might have intel on the whereabouts of Archon's ship. I'll talk to Ephra and secure his full cooperation. Meet me there. I deserve to be told. You had no right to keep it secret from me. It's an ongoing investigation. I meant no disrespect. Did Jarl know? Of course not. Neither did the human. I could have kept Sam to myself, you know. This is different. Not your business. It is now. We need to find the Kett command ship. Tell him the truth about my capture. Moshai, please. It may be our only route to the Archon. One of my men helped the Kett take her. A Resistance commander named Venterev. One of your own gave her to the Archon? No wonder you hushed it up. This isn't about hiding the truth. I'm working to capture him. Make him answer for what he did. You know where he is. Kadara Port. My contacts are hunting him. Contacts? You can't trust anyone there. They deserted our cause, our people. And now they're ruled by exiles from your galaxy. Ven may know how to find the Archon and his ship. We can't leave this to a pack of renegades and outlaws. I need the relic that leads to Meridian, and I can handle my people. Let me do this. I don't like it. I don't care. The Pathfinder is right. I'll transmit my files on Kadara Port to your ship. Our traitor could have useful information. We need him alive. That's up to him. Be safe, Pathfinder. As for you, Ephra, we're not done. Director Tan, good news. The Angara opened an embassy for us on Aya. That is a surprise. What are their expectations? They survived the Scourge and the Kett, and rebuilt their civilization. Don't forget it. Appeal to their pride. Sensible. I will gather envoys and send them to Aya. Thank you, Pathfinder. We'll take it from here. Jarl? Not talking to me? I get it. I can't imagine how you're feeling. I'll just go. Don't. You saved the Moshai. I won't forget that. That's why we were there. Saving her was a great thing. It will be. Anyway, I really miss my family at times like these. Are you close to your family?
My family is complicated. Isn't much to say about it. Okay. This random collection of Tempest oddballs can feel like family sometimes. Yeah. I never really felt I had a purpose. But here, I do. What about the Resistance? My place in the Resistance is not what I'd like. But that kid on Aya looked up to you. Sure. But you are going to do something important, Ryder. I feel it. This is where I should be. Glad you're along for the ride. Me too. Incoming call. Patching it through. There's been a development regarding the spy, Venturev. Rendezvous at Crawler Song. Your contact's codename is Shayna. Shayna. Got it. That's one hell of a welcome sign. Exiles have stepped up their game since the revolt. Not too shabby for folk who got kicked off the station with nothing to show for it. Maybe we can get them back on our side. We know they can fight Ket. Our supplier's waiting. Come on, we're gonna be late. Do I even want to know? Nope. Nhìn cũng đã phết ha. Nhìn giống mấy cái phim mà khoa học viễn tưởng mà cái kiểu gì ta? Mình nhớ tới bộ phim gì á? về mấy cái mà lực lượng chống mấy con quái vật ngoài hành tinh á. Nhìn như mấy con dán cái gì mình cũng nhớ cái tên cái gì Starship Trooper gì á, làm mấy cái thành phố nhìn cũng nãy nãy vậy, hoặc là mấy cái bộ phim hồi xưa, nhưng mà mình chỉ nhớ là mình nhớ cái nội dung của nó một chút xíu, nhưng mà mình không nhớ cái tên nó là gì. Mình có coi qua rồi, là hình như ông Sylvester Stallone đóng hay sao, hay là ông Arnold Schwarzenegger đóng hay sao á, là ông bị con vợ của ổng kiểu như là sao ta, kiểu như giả vờ đóng giả vờ là vợ của ổng trong một khoảng thời gian, và cứ tưởng ổng đang trong sống trong cái thế giới đó, nhưng thực chất ổng là điệp viên gì đó, và đang ổng người ta đang dùng một cái bí mật và bà kia phải giả làm vợ ổng. Nhưng mà phim nó cũng lâu rồi. You pay. I said. You look like you're waiting for someone. Not interested. Shayna, but you can call me Reyes. I hate the code names. I was expecting someone more Ingarin. The Resistance pays me to supply information, among other things. So you're a smuggler? Your man, Venturev, was arrested by Sloane Kelly, leader of the Outcasts. Word spread about what he did to Moshe Sefa. The people are calling for his execution. And Sloane? She's a woman of the people.
I like her already. Well, she doesn't like you. She's never met me. You work for the Initiative. Sloane was part of the uprising on the Nexus. I doubt she'll give Ven up easily. Maybe she'll agree to a deal. There might be another way to get to Ven. You work Sloane. I'll talk to the Resistance. How do I contact you if things go south? Hey! You gotta pay. Keep the change. Always do. Ủa, cách trả tiền cũng bữa, bấm vô nó giống như là các bạn dùng đồng hồ Apple Watch vậy ha. Để Apple Watch vô, bấm vài cái xong trả tiền đó, cứ giữ tiền thừa đi mấy cưng. Nếu mà bạn nào nhớ cái tên phim đó là gì, bạn cứ comment trong phần phía dưới. Thì cái phim đó mình coi lâu lắm rồi, mình cũng không nhớ là cái phim đó tên gì. Nhớ là một trong hai ông đó đóng, tại mình nhớ cái hai ông này nhìn khá là giống nhau. Lâu rồi mình cũng không coi phim cho nên nếu mà mình tập sâu mà mình có coi lại cái phim đó thì mình sẽ chỉ cho bạn cái tên như thế nào, coi cũng hay lắm. Nhưng mà nó hơi hát não thôi giống gì đó. Chúng ta đi khám phá chỗ này một tí, nhìn cũng đẹp phết mà. Đâu đó nói nào đâu. Có cái điều khuôn mặt với cái vụ lip sync thì mình nói để nói từ cái đầu những cái tập đầu tiên thì công nhận nó dở thiệt. Và nó làm kỳ quá. Đối với nó sử dụng cái công nghệ như Frostbite 3 mà nó chỉ làm được như đây thì nó cần phải châu chú hơn nhiều lắm luôn. Để anh em bạn nào coi là Battlefield 1 bạn thấy nó đã đẹp tới mức độ như thế nào, và thậm chí bạn chơi on low nó nhìn cũng đẹp nữa. Còn cái này thì trên PS4 thì nó lại khác, nhưng mà ý là nó cũng có một mức tương tự vậy, tại vì cùng đều là PS4 nhưng mà số game nó làm rất là hay và số game nó làm khá là dở. Điển hình như bạn đã thấy Horizon Zero Dawn nó sử tận dụng hết tối đa sức mạnh của PS4 hay gì đó, hoặc là nếu như Xbox One chẳng hạn, nó làm quá hay và đồ họa khỏi phải chê rồi. Có nhiều cái để mình muốn khen cái game đó lắm, nhưng mà các bạn nên mua thử và chơi. Từ cái lần walkthrough trước mình cũng đã nói rồi, đây là một game rất là đáng mua. Còn riêng Mass Effect thì mình sẽ có nhiều cái nhận xét sâu hơn về cái tựa game này sau khi mà mình quay xong. Chắc cũng sắp xong rồi, chắc tầm 4-5 tập nữa. Mình nghĩ mình đoán vậy thôi, 4-5 tập, mình 4-5 tập dài dài á, chứ phải tập ngắn đâu nha. Focus defenses here and here. The Ket have been quiet for too long. What? You must be Sloane Kelly. I know who you are. So, what brings a Pathfinder to our humble port? Ven Terev. Name ring any bells? What's he to you? And don't lie to me. I need him so I can infiltrate a Ket flagship. You've obviously got no love for the Ket. I'm doing you a favor. Kadara is an Angaran port. They want Ven dead, and I want to keep them happy. This is bigger than local politics. You don't need Ven. You need his intel. Talk to him before I put his head on a spike. I can work with that. See? No reason we can't be civilized. I should have brought refreshments. Má nhìn cái tướng ngồi muốn bựa đời luôn á. Với lại là kiểu như má, cái lúc mà nó cái scene đó nó bị lỗi nữa kìa. Kìa má nhìn tù vãi. Hay lắm con trai, hay lắm. Game cái animation nó lỗi vãi lồn luôn. Với lại cái gì ta, cái lúc mà nãy cái scene nó đúng có mỗi cái đầu. Má, mình cũng không hiểu nó làm ăn cái kiểu gì nữa. Battlefield 1 quá đẹp trong khi cái game này nó quá nhìn ông thực chất thì nhìn cũng không đến nỗi tệ nha, đẹp đẹp cũng có những chỗ rất là đẹp,
Nhưng mà có những cái thì animation nó làm dở quá. Khuôn mặt này nọ. Mặc dù phải dùng tới Frostbite 3 mà không hiểu sao mà nó nhìn nó cũng khá là tệ. Nhưng mà nếu mà chơi hoàn toàn thì có những cái mình cũng không lòng tình lắm, tại nó đều có những cái hay và những cái dở tùy lúc. What do you want? The Archon's ship. Where is it? This a new interrogation tactic? Sloane's getting lazy. I don't answer to Sloane. I'm a Pathfinder with the Initiative. The one who rescued the Moshi. I know who you are and what happened on Vold. You're well informed for someone behind bars. The rumors hit before I was captured. That's why the mob wants me dead. Even deserters hate me. The Archon's ship. Where is it? I never saw it. Got my orders from a Ket transponder. But you could use its frequency to triangulate the Archon's location. Do you still have it? I buried it before I was arrested. Should still be outside the city. Thanks for the intel. Don't you want to know why I did it? Why I betrayed the Moshi? Enlighten me. We're losing the war against the Ket, and still, Ephra puts my brothers and sisters in danger to protect a useless old woman. So you took things into your own hands. I made the call he wouldn't. The Archon only wanted the Moshi. I thought if I gave her up... I didn't know what the Ket were doing to my people. You resent Ephra, so the Archon used that against you. If Ephra was a better leader... it doesn't matter. And I'll accept the consequences. Pathfinder, the communicator is buried outside. Chúng ta sẽ đi tìm cái nói chung là cái gì đó, cái khả năng nhận dữ liệu từ tụi Ket. Giống như là một cái tầng kiểu như là một cái bộ đàm vậy, nó giống như cái bộ đàm vậy. Mà tôi sẽ dùng cái bộ đàm đó để liên hệ với cái tần số của tụi Ket và tìm cái chỗ ở tụi nó. Ok, và nó kể là lâu lâu trong cái thành phố này thôi. Nhưng mà chúng ta phải đi tìm đường đi vô. Ok. Scan corpse, những cái xác chết hả? Cái gì đây? Vehicle. She's ready for you. Chúng ta sẽ làm gì đây? Mình cũng không rõ nữa. Hunting Art retrieve the Kestrel from the Badlands. Vấn đề là chúng ta không biết phải đi đâu nè. Mình vừa mới mod một số thứ. A city under a city. At the center is Tartarus. Oh no, gì đây? Chúng ta sẽ đi ra ngoài đây. Để lấy cái gì đó. Activating automated forward station. Đây, vừa mới nói luôn. Mình cũng đang mong có cái này xuống đây. Nó sẽ giúp chúng ta được một số thứ đây. Giúp nó đưa cái xe nữa. Nomad nè. Mining zones in this region. All right, Sam, show me what we've got. Kadara's water is dense with sulfide minerals, the oxidation of which produces toxic streams and lakes. Never liked swimming much anyways. That is fortunate. Even the Nomad's shields cannot withstand the water's corrosive properties. The presence of monoliths suggests a vault that might reduce the acidity. However, outlaws, pirates, and other unsavory exiles inhabit Kadara's hills. The further you travel from the mountain, the more dangerous it will become. Good to know. Let's get out there. Ok, chúng ta tới cái chỗ nhiệm vụ rồi. Xuống nó bạn ơi, tới rồi, tới rồi. Pathfinder,
Venterev claimed he buried the Ket transponder in this location. Found it. That's a mess. The transponder's power source is drained. So let's juice it up. Turn it on, then Gil can work his magic. Once complete, this should provide us with the Archon's location, and in turn, Meridian's. We're one step closer to building a home in Helios. Oh yeah, hard part's totally behind us. Ok, và đây coi, chúng ta có cái gì nữa? Speak to Gil in Tempest Engineering. Chúng ta đừng nói là chúng ta phải quay trở về cái chỗ Tempest nha. Cái mình vừa mới fast travel lại luôn luôn. Chúng ta sẽ vô trong nói chuyện với ai đó đó. Gil. Mấy cái bộ giáp này của tụi Cat á, mình lậm được mấy cái bộ giáp, mấy cái đồ vàng này, đồ vàng, nhưng mà nhìn bên ngoài nó hơi xấu. Công nhận là điều đó thì nhìn bên ngoài nó xấu hơn cái bộ đằng trước mình mà. Bởi vì cái là đồ gì nó có tăng đam, tăng cái kiểu cho nên hơi cài mặt đại. What's up, Ryder? Why an emergency meeting? I didn't call it. I did. Got some disturbing news while we were on Kadara. There's some tension at the Krogan colony on Eladin. It's bad. Tension among Krogan? You don't say. I wouldn't waste your time with this if it wasn't important. We need to go. I agree. Nakmor Morda made herself overlord of the colony. It's weird. No. Our priority is the Archon. We have to remain focused on his next move. Jarl's right. I know dealing with so many unknowns is frustrating, but we need to hear each other out. Well, as long as we're pitching stuff, I overheard outlaws on Kadara talking about activity in the Ramav system. No, that's the system where the Turian Golden World was supposed to be. Ramav? There aren't any viable planets there. Only an asteroid field with mining ventures run by criminals. I hear Eladin's pretty rough too. Roving scavengers with nothing to lose. Crap. No one fights harder than people with nothing to lose. But now that we have the transponder, we're so close to finding the location of Archon's ship. I'm with you. I can't wait to find the Archon's ship, and then hopefully, Meridian. Anyway, get Kalo the nav points for both Eladin and that potential Turian Golden World. We want all our options ready to go. Hey, I didn't say dismissed or meeting adjourned or anything. Meeting adjourned. As you were. Gil, here's that Ket transponder. The spy used it to get his orders. What do we need from it? The location it points to should give us a fix on the Archon's ship. Right. Think you can figure it out? I've been looking over the care tech we found so far. It may be a different galaxy, but physics still applies. Only so many ways of communicating across space. There. Give it a shot. Did you connect the... Shit, turn it off! Careful! That is a direct line to people who want to murder everyone on this ship. Sam? I have the coordinates. The signal points to the Tafino system. We sure we want to do this? I know we're still getting our feet wet, but I don't see another choice. I knew running off to Andromeda would be dangerous, but shit. This is
dangerous. Only if we die. Okay, cái flash on the final system. Nhưng mà nãy là lúc mà xong mình game mình nhận thêm một nhiệm vụ nữa là A New World Illidan, A New World luôn. Cái là mình sẽ chọn một trong hai cái này để đánh tùy theo mức độ mình muốn thôi, mình nghĩ là vậy. Daily report. Nhưng mà để các bạn nghĩ này nên đi cái này trước đi ha. Illidan New World và làm cho xong cái hunting the Archon này cái đã. It's true then. We found the Solarian Ark. Sam, tactical. It looks like the Archon captured it. The ships are tethered. What's the plan? I'm working on it. Sam, connect me to the Moshi. On screen. Ryder, it's good to see you again. We've located the Archon's ship. It's more complicated than we thought, so I wanted to make sure we knew what we were looking for. It was a large remnant relic depicting Meridian. It's in his private chamber. His sanctum, he called it. He's very proud of that relic. That's what we needed. I appreciate it. And I appreciate what you're doing for all of us. But be careful. I've seen the Archon's cruelty. I hope you don't. That makes two of us. Thank you for your help, Moshi. Of course. I wish you well. Okay, we play this right. Not only do we get away with the relic, we save the Solarians. I say we get onto the Ark, assess the situation, then sneak onto the Ket ship through the tether. A feasible approach. Currently, Ark Pichero is on standby. Only its stasis facilities are online. What about the Solarians? Unknown. You heard the Moshi. Who knows what the Archon's capable of? If he's done anything to those Solarians, he'll find out what we can do. Ryder? Whatever you need. Those are my people. We'll get them back. Now let's make this one count. Mình cũng thấy quái lạ là nếu như mà mình đậu nguyên một cái con tàu chúng ta vô cái chỗ này nó phải báo động lên chứ hả? Chứ hết là nó cũng phải làm gì đó. Let's hope it stays that way. Pathfinder, accessing Ark Pichero's internal systems. A moment. Additional data encryption has been added. That's not regulation. Did the Solarians do that? It appears so. It's a cryptography key associated with their intelligence services. I have unlocked it. The Andromeda Initiative encompasses all colonization efforts, including ARCs, Pathfinders, Outposts, and the central support hub, the Nexus. This is Captain Hager of Ark Pichero. If you are receiving this message, hostile aliens have captured our ship. Please look for our Pathfinder, Zevon Reka. Situation urgent. Well, that was clear enough. Okay, chúng ta không có thời gian để nói chuyện với con mấy cái này đâu. Chúng ta phải cẩn thận. Có súng càng đâu rồi? Này cái súng ngắm mà. Cái súng này mình mới đổi. Để test thử coi. How's the ship look, Sam? Some cat infrastructure has been added. Nhìn cái bánh khác hồi nãy rồi. So it's flight ready. Yes. Giờ nó vô cái tàu mà nó làm đủ kiểu luôn. Mình nên là nãy cũng đã tự hỏi nếu mà bạn bay thẳng vô cái chỗ mà chỗ đáp của cái nguyên con tàu này đáng lẽ nó có báo động hơn kiểu làm gì chứ. Giờ là nó xâm thẳng vào cái khu của mình luôn. Ghê thiệt. Tụi bay dừng chơi lắm. Má, đây là cái đã từng là cái chỗ mà cứu thương cho bao nhiêu người. Giờ thì nó loạn thôi. This Solarian shows no vital signs. Nó kêu mình scan cái gì đó. This colonist is deceased. The medical terminal may provide more information. Đây đây. Gì đây? Scan cái con nhỏ này. Giờ làm gì đây? Giờ phải làm gì nữa? Mình cũng không rõ lắm. Shotgun barrel. Thì mình coi cái nhiệm vụ này.
Dislocated Salarian Pathfinder Zekin Rika. Giờ thấy nó rồi, nhưng mà giờ nó nằm đây sao nói chuyện được với nó ta? What do their records say about the Salarian, Sam? He is identified as Pathfinder 7 Raker. What's the cause of death? A brain embolism while in stasis. However, initiative records indicate Pathfinder Raker is female. This patient is male. Ok, và nó bị, nói chung mình nghĩ là có vấn đề về não rồi đó, cho nên bị chết luôn rồi, cho nên chúng ta phải tiếp tục với hành trình của chúng ta thôi. Mặc kệ đi sao giờ, như giờ làm gì đâu. So they switched okay. them, trying to hide their pathfinder. Let's check this colonist stasis pod, see if anyone's there. I've marked the pod row. Leave it to the Salarians to pull a sneaky maneuver like that. Giờ mình phải đợi cho nó nói xong đi. Nó mới cập nhật cái này cho chúng ta. Đây đây đây, đi tiếp. Ủa rốt cuộc là mình xuống đây mình mới lộn với ai ngờ nè. Ủa cứ chạy tới giờ lui, hoài ta. Hey there, take it slow. No need. I'm fine. Salarian stasis recovery is almost immediate. Who are you? Scott Ryder, Pathfinder for the Human Ark. Where's Alec? He didn't make it. Oh, this is madness. Stasis was a mistake. I should never have agreed to it. Tell me what you're doing. Seeing what I've woken up to. A hostile species, an armada, set upon us. Our captain saw no choice but surrender. Said we'd live to fight another day. He convinced me to hide in the general population and to dismantle my SAM so it wouldn't fall into enemy hands. But we're still in their grasp, I see. That's about to change. We're heading into the Ket vessel to gather intelligence. Wake up a flight crew and ready the Ark for escape. On my signal. That'll be no trouble. And then I'll work on freeing the Ark, so you can focus on your objective. Do what you can, but stay quiet. We don't want to alert the enemy. Yes, yes, of course. I'm keying you into our comms. We'll stay in touch. Hello, Pathfinder Raker. Ah, a Sam in my head again. I'm back in the game. We'll be ready, Ryder. Tempest, we're in the tether. Going across to the Ketship now. So far, there are no indications they're aware of your presence. Good luck, Pathfinder. Ra cái chỗ này, tụi nó vẫn chưa biết mình ở đây luôn. Chúng ta đang đột nhập vào bên trong. Ui, sao thấy mình? Vừa mới vô. Là tụi nó thấy mình luôn rồi. À, tụi mày mắt thần thánh lắm. Hay lắm con trai. Rồi rồi. Thanh niên, lại đây mày. Wow wow, nó phá siêu mình luôn. Thanh niên nào đánh nó giặt luôn vậy. Cây này cái nòng nhắm nó khó chịu quá. Ngồi kệ có không, không đánh cũng khá là dễ. Một nồi chiêu nghe thức. Ôi, hết đạn. Nào bắn qua bên trái mình đi. Ok, chúng ta vẫn đang sống rất khỏe. Ê, cái thằng nó đứng bên này mình cứ tưởng cái thằng này thằng bồ mình cứ tưởng địch. Cái đông này mình bắn nó quá trời luôn. Cái nó trưởng cái cục kia nó bay véo phan cái bên kia. Má tột thiệt. Chắc phải có máu đâu đây nha.
Nhưng mà chúng ta phải chạy lên đây chứ đã. Có cái gì đây? Lấy hết. Nào lấy được lấy luôn. Accessing the ship's systems now. I have located the Archon's private chamber. Is the Archon in his quarters? That information is not accessible. Only the room's location. What's their security situation look like? An alert was issued, but I have countermanded it. The delay is only temporary. Right, we need to hurry. The Moshai said the relic would be in his chamber. Let's get there. Ok, chúng ta có thể đi tiếp rồi đó. Chúng ta biết thêm thông tin, tí xíu thông tin thôi. Rằng là... gì đây? Nhìn ghê vậy. Cái gì vậy? Nó đứng ở nguyên đám ghê quá. Ê, đi coi bật cái nút ra. Sao bật nút rồi ta? And all I've ever done is pilot ships. That doesn't mean I just roll over and die. We can. Nó phải nói chuyện xong chúng ta mới bật cái nút được. Má. Ui. Mấy thanh niên này tìm mình hay sao á? Nãy thấy đứng yên giờ thấy chạy nè, ghê vãi. Là sao mình muốn chưa hiểu vấn đề này cho lắm. À, cái đó là cái của tụi Salarian nãy Pathfinder team. Nó cử thẳng vô cái phòng đó luôn rồi. Bây giờ chúng ta đi cái hướng khác, hướng còn lại. Ok, vậy cũng được. Nãy giờ nó không nói rõ, mình cứ tưởng cái gì, nhìn ghê chết đi được. Đứng một xếp hàng nữa chứ tự nhiên đâu đâu, nãy giờ không thấy cái tự nhiên giờ xuất hiện. Ghê vãi cái như ma. Thấy đạn ở đây là thấy nghi nghi rồi nha. Có máu không? Nếu có luôn thì càng tốt, để mình coi cái khu này có máu không. Cái game này nó không có gì ngoài này nha. Grab súng, grab đồ chứ còn máu me tất cả nằm trên chiến trường hết và nó không có khác gì nhau hết đó. Ok, mình thấy một đống đỏ đỏ rồi đó. Good. They haven't noticed us yet. Mấy giờ sao đi quốc hết luôn hay sao? Here we go. Keep your head down and push forward. What's our way out of here? Ôi, đồng đội. Má, đồng đội nó nhảy lên trước rồi. Quốc đi anh em ơi. Đằng nào cũng bị phát hiện mà. Ô. Này thì nhìn nè đó. Giang sát té xuống là chết liền. Mỗi lần mình cũng thấy lạ, tự nhiên mỗi lần nó té xuống là nó chết luôn chứ nó không có được kỹ gì đâu. Nó kiểu như là shield này nọ cũng như không. Chữa cái chiêu đó một phát là chết liền, còn đỡ hơn cái shield này. Đó, giăng nó xuống chết đi em. Cái gì ghê vậy? Bay sạch shield luôn. Yeah, we're supposed to be. Ok, tất nhiên rồi. Nhưng mà mình vẫn đang rất là cố gắng đây. Biết cái mấy nào tàn hình đó nha. Hết đạn vô mấy đứa ơi. Hết đạn vô. Đây coi, đây coi, đây coi, còn chúng ta còn cái súng này mình bắn cái này. Một phát cái đầu. Lên em, lên em. Đó, nào đạn từ từ bắn lại rồi. Cái súng ngắm này bắn cũng khá là ngon. Đam khá là cao đó. Ù, một hai phát là chết đằng kia luôn. Ngon phết. Thôi đồng đội mình xử hết luôn. Ủa, có bom từ trường hay sao á, kiểu như nó tạo một cái vòng tròn như thế này, nó ngăn cách người chơi ha, và kiểu như nào trong đó là sẽ bị dây đam lâu lâu một tí. Phát chết luôn. Chúng ta có đạn không?
Đây đây, có trên đây có đạn rồi, nghe là vậy. Đây đây đây. Ồ, chết em, chết em. Má gì nó còn hồi siêu nữa chứ. Má thằng này nhây thiệt. Mấy giờ phải ngồi canh me nó thêm lần nữa. Bắn cái súng nhắm này nãy giờ. Tôi mình ghép mấy cái thằng này ghê luôn. Hình như cái thằng này là cái thằng hôm bữa. Đó, phải vậy chứ. Ê, nhây thiệt. Mình ghép mấy thằng nhây nhây giống vậy nha. Nhưng mà chúng ta có kinh nghiệm để đánh mấy thằng này rồi. Tại nó nhây nhây vừa đủ thôi chứ. Chứ nhây hoài hơi phiền đó. Mình xả trơn luôn. Cái điện điện hình như là chúng ta hồi được cả cái kia. Survive the ambush. Sống sót qua khỏi cái cuộc phục kích rồi. Hết luôn, không còn gì để lấy. Nhưng mà mình nghĩ chắc cũng còn 2-3 hộp đó đây nha. Hồi nãy mình cũng gần hết đạn rồi, nếu mà mình không đánh được cái con đó nữa thôi nghỉ khỏe luôn. À, là lần quần nó tới sáng luôn. Nhìn là chắc sau đây cái này có nữa. Nãy gặp một lần cái con kia nó cũng na ná tương tự y chang vậy, cũng nhây không kém. Con này thì nó cũng không khác gì con kia. Nhưng mà chúng ta không cần phải coi cutscene hay gì. Để coi chung này có gì đúng không ta. Trống vắng quá. Sao mọi thứ trống vắng quá vậy. Đây. A moment while I override security. Reika, we've got a big problem. Did you see those guns back there? I know. They'll destroy the Ark before we can power up the engines. Unless... If you've got an idea, let's hear it. Venril here used to repair FDL drives on private cruisers. Venril, an EMP device? It might work. If we rig one to detonate near those guns, they'd lose power. And the Ark would be out of harm's way. What about your missing people? I'll keep looking. Captain Hager and Venril will focus on the EMP. A lot of things have to go right for this to work. That's when Solarians are at our best. The door is now open. The door is now open. Cửa đã mở rồi. We've got a relic to find. Sam? Đây, cửa này đây. Đi ngay. Giờ sao, one boss hay gì? We're sneaking onto an enemy ship. Who already know we're here. Rồi, vẫn chưa thấy gì hết. Có đạn dược gì ngay đây không? Nhưng mà có cái hộp gì đi. Chắc có súng đồ ấy kìa. Đù, nó đại có thiệt luôn vậy. Có súng có mũ luôn. Hên là mình không bỏ qua cái này á. Có súng mà có mũ luôn, được mũ vàng luôn ghê thiệt. Hả? Quái nữa. Mày lừa tình tao à. Má đi cho đã rồi, kêu mình qua đây đi. Hay lắm anh trai. Ôi, cũng vậy. Má tụi bay phế qua cái team Pathfinder gì đâu mà nó phế gì đâu. À không, chúng ta có cái console ngay đây, chúng ta bấm được. Bấm được không? Không luôn hả? Hay gì? Phải scan trước mới bấm được. Bypass Case Security. Chúng ta phải qua được cái hệ thống an ninh của cái này đâu. Bằng cách gì? Nói chuyện cho xong chúng ta mới bấm được. Cái game này chuyên gia luôn, chúng ta phải nói chuyện xong chúng ta mới bấm được. Intruders have been spotted on the ship. They're heading to secure this area. Sunk it up. Access granted. You're kidding. Oh! Chúng ta qua được luôn. Hay thật. Má hay thật. Áo về lùi. Chào mấy bé. Looks like a lab to me. Need to think what they're up to. The astronaut! They must have been. Làm gì? Nó bắn trả mình nhưng mà nó làm cái gì á? Mình dí thôi, nhưng mà mình cần đạn chứ, tiên là cần đạn đó. Có đứa nào có đạn không? Nó kia chỗ này có cái hộp nào có đạn không? Nó không có bắn trả. Ơi, nhưng mà cái này có đó. Wow,
Wow wow, nó bắn rác thiệt luôn chứ trời. Hồi xưa mấy đứa ơi. Bây giờ hết đạn đi chứ. Thốn vậy. Chúng ta phải chơi cái súng ngắm nè. Sao phải có đạn đâu đây chứ ta. Thiết nghĩ chứ. Trước tiên nhất là phải có đạn đâu đây cái đã. Ok. Chúng ta dọn đẹp xong rồi đó nhưng mà ừ, chúng ta vẫn đang rất là cần đạn cái đã mấy đứa ơi. Đạn đâu rồi, cho anh tí đạn thôi cũng được nữa. Một thùng một hộp thôi. Không cần nhiều đâu. Trước khi chúng ta đi làm tiếp nhiệm vụ nữa. Đây đây đây, ngay cái chỗ nhiệm vụ có luôn. Hên quá đi thôi. Ok, đi tiếp rồi đó, chúng ta đi tiếp được rồi đó. Nhưng mà chỗ này mới đúng nè. Nó chỉ đừng hắc não nhau nha. À, nếu cái đường kia chúng ta bị khóa chúng ta không qua được. Chúng ta phải đi hướng này, đi đường vòng. What the fuck. Chạy đâu rồi ta. Mà biết là tụi này nó không có gây hại. Nhưng mà ý ý con này thì có nè. Đó. Mấy con này làm mình hết cơ hội. Chosen, the chosen one. Kẻ đã được lựa chọn. Giờ thì đạn đầy nhóc luôn. Này chị núp. Hết hộ mày. Đúng chết thiệt. Này đứng dậy nó con, đứng dậy nó con. Một pha quá đẹp. Kiểu như bạn cân một phát lên bàn thờ luôn á. Có cái hộp ngay đây. Chúng ta không nên bỏ qua mấy cái hộp này. Lâu lâu nó có mấy cái đồ giá trị lắm mà. Rider, caution. Some kind of immobilizing field. It's useless to struggle. I've been in this forsaken cluster for decades, surrounded by amoeba. Then you arrive, a human able to do the unthinkable. You even evaded me. Such an unlikely rival was almost invigorating to have one, and yet it's a fitting end. Not before I end you. I've seen your experiments. Is what we call inhuman. And what I call progress. Hey, back off, asshole. A first sub. Your testing begins now. I will learn your secrets soon enough. Report. Await my arrival. Save your strength, human. Reika must have run into trouble. We have her beat. Sam, what can you tell me? I'm sensing a biological transmitter in your bloodstream now, attempting to neutralize it. Okay, that's priority two for sure. Any idea how to break out of this? The containment fields only interact with living matter. If you expire, the field around you will extinguish until manually reset. As you know, my access to your physiology allows me to enhance your vital signals when required. I can also do the opposite. Whoa, 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 kinda don't want to die today, Sam. After stopping your heart, I would attempt to resuscitate, of course.
Are there any other options? None that I can determine. All right. Let's do it. Not again. You're gonna be fine. Stop in your heart. Now. Sam? Stimulating the cardiovascular core. Zero activity. Stimulating the cardiovascular core. That seems to have done the trick. Of course it did. Glad one of us was sure. You two look comfortable. So did you, while you were playing dead. Let's find a way out of this cage, huh? Ok, và các mình sẽ tạm dừng ngay tại đây và mình sẽ gặp lại trong các bạn trong những tập tiếp theo của Mass Effect Andromeda sớm nhất có thể vào ngày mai, ok? Và bye bye!